gia đình. Quan điểm của em là quen một người rồi cưới luôn chứ không có quen nhiều người, nên là em muốn học xong hay là để lớn một thêm một tí, tại còn nhỏ đi học nên chưa có muốn quen ai. Thế thì em tự nhận xét về mình, em nghĩ em có thu hút được đàn ông không? Em nghĩ là đứng trước một cái người bạn nam thì em có lôi cuốn được người ta không? Dạ em nghĩ là có. Có, tự tin vậy đó, một tiếng chắc chắn có thôi. Thì tại em tự tin ở em ở điểm nào? Thứ nhất là ở nụ cười, tại rất là nhiều khen người khen em là cười có duyên, cười đẹp. Cười rất là đẹp, chị khen em là cười rất đẹp chứ không phải là có duyên không đâu nha. Nếu như vậy thì em nghĩ quen một người thôi, rồi lấy luôn. Như vậy có mạo hiểm lắm không em? Dạ em nghĩ mạo hiểm cũng tốt chị. Tại em học kinh tế em thích mạo hiểm. Hồi nãy chị thấy em rất thẳng thắn, chị hỏi em một câu này mà hồi nãy anh Nguyễn Linh hỏi chị. Người ta nói là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ không chịu lỗ. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ gì, mà tại sao từ đó giờ em không chịu khổ? Bên đó thích chịu khổ, còn bên em thích chịu khổ, thích chịu lỗ. Em thích chịu lỗ hơn. Thích chịu lỗ hơn. Bây giờ thí dụ nha, thí dụ như một người gái rất là đẹp, hợp với em, hoàn thiện luôn, nhưng mà người ta nói nếu mà muốn quen người ta lần đầu tiên em phải tặng ngọc xoàng. Em có tặng không? Dạ không. Lý do? Không có lý do. Tại vì là em không thích những người phụ nữ mà thiên về tài sản chứ không thiên về tình cảm. Bạn thích thiên về tình cảm, yeah. Không thích tài sản. Dạ đúng rồi. Bạn mình kia thích tặng ngọc xoàng, bạn không thích tặng ngọc xoàng. Có thật mới vực được đạo anh ơi. À bây giờ nói xuông sao yêu. Bây giờ anh hỏi bạn nè. Nếu như bây giờ hôm nay hai bạn nhìn nhau, hợp ý nhau, nhưng bạn kia vẫn giữ quan điểm là hột xoàng, bạn có đồng ý hẹn họ? Có. Kỳ vậy? Lý do tại sao kỳ vậy? Tại vì là có thể là em nghĩ là em có thể thay đổi người ta. À em nè, vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em hay là thần tượng của em có một cái thần tượng nào không? Thần tượng về một bạn nam, một nhân vật nam nào đó mà em ngưỡng mộ hoặc là em thích, và em mong là bạn trai của mình sẽ giống như cái thần tượng đó của em. Dạ thần tượng thì em có, nhưng mà em không mong là bạn trai em giống như vậy. Nhưng mà rồi chị cũng rất muốn tò mò và muốn biết thần tượng của em là ai. Dạ thần tượng của em là Nô Phước Thịnh, ca sĩ Nô Phước Thịnh. Dạ Nô Phước Thịnh, để chị qua coi có giống Nô Phước Thịnh không. Đừng dịch này nghe chị. Nô Phước Thịnh có duyên. Hàng hải. Dạ đúng rồi. Mắt hai mí, mũi cao, miệng cười tươi, đối với em là em chịu rồi đó. Nô Phước Thịnh nha. Trước khi anh gặp cô gái bên kia, anh hỏi em là lớp hàng hải của em có nhiều cô gái không? Dạ thưa anh là không. Ủa nam không hả? Dạ. Vậy thì cũng hơi buồn đúng không bạn? Dạ đúng rồi, thấy thiếu quá. Chúng ta chờ xem nhé, để tôi xem mặt bạn hôm nay thế nào. Chờ chút xíu nha Nô Phước Thịnh. Nhìn tiếc quá. Nụ cười rất tươi, mọi người khen là nụ cười tươi và đẹp. Phải nói là cũng xem các tường đấy. Đấy. Đây, anh đã thấy đối phương quen bên kia rồi. Nói chung là cũng rất là dễ thương. Yeah. Vấn đề cái chỗ là bây giờ hai quan điểm hình như rất là khác nhau. Không biết chúng ta có gặp nhau ở một điểm nào đó không? Người ta thường nói rằng hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng mà đôi khi, nó đó là điểm nhau. Thiết thôi, nó sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó. Yeah. Hy vọng là như vậy. Nào, xin mời. Màn kéo lên. Anh ngồi xin đi, anh ngồi rồi. Các bạn có 2 phút để tâm sự và trò chuyện và trao đổi thông tin với nhau. 2 phút bắt đầu. Nhanh em, mất thời gian em, nhanh. Sao nhìn anh không vậy? Đừng có nhìn xong còn anh nha. Có quyết định không em? Dạ không chị. Chị nói nô là nô mà em phải tin chị chứ. Đây là lần đầu tiên gặp bạn thì mình cũng chưa biết là nói cái gì, cho nên chúng ta đây cũng chỉ có 2 phút thôi, cho nên là cũng chỉ hỏi là có thể gặp bạn sau này ở ngoài, có thể là
có thể đến được với nhau hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà hiện tại thì chúng ta coi như là biết rồi. Biết bạn. Tại bạn nó đang nói. Nói đi. Thôi, thì mình hơn bạn nói. Nhưng bây giờ nếu bên đó vẫn cương quyết và tặng em bông hồng, em có lấy không? Dạ lấy chị. Sao nãy em nói em không thích? Hết thời gian. Rồi hai người này mâu thuẫn quá, không có trao đổi được thông tin gì cả. Hai bạn hình như hơi khép nép chút xíu. Nhưng vấn đề chúng ta sẽ đưa ra quyết định chỉ có trong 3 khắc thôi các bạn. Nếu thích các bạn sẽ nhấn nút, không thích không cần nhấn nút. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Mời bạn. Hai bạn đứng lên. Tôi thấy rằng đã hết thời gian, bạn vẫn chưa nhấn nút. Lý do tại sao? Cuối cùng bạn nhấn nút là ý bạn là sao? Dạ, tại em muốn tìm hiểu thử. Tình yêu là không có thử. Thì em muốn tìm hiểu tại em thấy em bạn ấy có điểm chung là thích chơi thể thao, còn những điểm khác thì em muốn tìm hiểu sâu. Tại em rất thích những người có cùng sở thích thể thao với em. Tìm hiểu là lỗ đó. Dạ lỗ cũng được, không sao chị. Bây giờ hai người thử nắm tay nhau coi có truyền nhau được cảm xúc nào không? Có thêm cái cảm xúc nào không để con làm thử coi. Cái gì mà thể thao mạnh bạo lên coi. Hai ba. Trước giờ em chưa nắm tay hết chị. Cái gì? Từ trước giờ chưa nắm tay ai hết. Dạ nên em muốn để nắm tay cho người yêu của em. Trời ơi. Làm sao bây giờ làm mình sao? Bây giờ mình bắt đầu mình hẹn hò với nhau rồi nè, là coi như bây giờ là mình đã bắt đầu là trở thành người yêu của nhau rồi đó. Thì trước tiên là mình trao nhau một cái nắm tay. Ủa bạn nghĩ cái tình cảm của bạn trai này đối với bạn là một cái gọi là một cuộc chơi bình thường, hay là bạn nghĩ nó không quan trọng? Dạ không, ý là tại em nói là mới gặp thì giờ như bắt tay thì kiểu bạn bè thì được, chứ nếu theo cái kiểu suy nghĩ kia là người yêu thì em nghĩ là chưa. Tôi thật sự là cũng rất là khó nghĩ về hai bạn này. Tôi muốn tìm ra hiểu cho kỹ hơn nữa là cái nhấn chuông của bạn có thật lòng hay không, hay là bạn chỉ nhấn cho nó vui thôi. Dạ là em thật lòng muốn tìm hiểu. Vậy từ sao chúng ta lại không nắm tay nhau để cùng tìm hiểu với nhau? Phải cho nhau một cơ hội mới biết là có được hay không chứ. Giống như bạn nhấn chuông có nghĩa là bạn đã cho một cơ hội cho bản thân mình cũng như cho đối phương. Thì bây giờ một cái nắm tay là một sự khởi đầu của một cái công cuộc tìm hiểu. Nó cũng là một cái sự cho đi, phải cho mới nhận được chứ em. Dạ. Ôi, thật là một ca khó. Cuối cùng thì ta